Hôm nay tôi trình lướt cho trên vấn đề mà trên trang mạng á, thấy cái nhiều cái vấn đề mà gọi là tôi không thể tưởng hình dung được luôn. Vấn đề gì? Ví dụ như khi mình ăn uống cái gì á, mình đừng nên ra ngồi trước cửa ăn, Tại sao? hoặc là mình có cái gì quý mình đừng nên đi khoe. Tại sao? Ví dụ như là mình ngồi mình ăn á, thà như mình có nhiều đi mình ăn không có nói, Ừ. mà lâu lâu cái mình có được một miếng ăn, ví dụ như là chẳng hạn nói ví dụ đó, ví dụ như có một đứa thằng bò nó ngoài kia nó nghe mùi thì nó vô đây, chẳng lẽ mình ngồi mình ăn vậy thì nó ngồi nó coi cũng kỳ. Đúng rồi. Mình phải chia sẻ cho nó, Đúng mà rồi. chia sẻ cho nó thì chắc chắn mình mất phần, Đúng rồi, ăn không đủ thèm. không đủ thèm, đúng Đúng không? rồi. Nhưng mà lỡ không thấy rồi thì tôi cũng chia sẻ. Thì đúng rồi, Tôi mà nói chia không, sẻ gì đó? tôi nói không có hiểu không biết nữa, Em hiểu rồi. hiểu không? Mà xúc gì á? Thì này cũng nít Xúc xích ăn, mà, em đâu ăn mấy xúc xích đâu. nít ăn, nhưng mà có con cái là mình nói nít ăn nhưng mà thực tế nó cũng 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 ngon mà. Ủa cái này bằng 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 bột mà, Xúc xích lắc mà. nó là bằng bột. Thôi về chuyển sang cái khác đi. Thích ăn bột thì anh nhà anh có gì anh ăn tiếp đi. Tôi là tôi thích ăn tương ớt, còn cái này bằng bột là tôi không ăn rồi đó. Xúc xích lắc đâu em ơi. Ăn bột Thôi thì ăn qua ăn khác đi, anh còn gì ăn nữa không? thôi, ăn kẹo đi, Thì đúng rồi, ăn kẹo cho đỡ kẹo buồn đi. cũng được. À có, Sao nhà anh đồ ăn vặt nhiều vậy? tôi mua cho con tôi á, mà cuối cùng nó ấy thì tôi ăn. À, À mà em nghĩ em cứ kỳ kỳ ha. sao kỳ, Anh thấy có hai đồ mỡ kìa anh hả? thì chuyện đó sản xuất là phải có hai cái đồ mỡ thôi, chuyện mình nắm đầu này mình xé cũng được và nắm đầu này xé cũng được. Rảnh hay sao vậy? Làm một cái được rồi, đi hai cái cho mất công. Em thấy bây giờ thấy chỗ nào cũng có một cái mình nói hai cái, có mấy chỗ làm hai cái ông rảnh hay sao á? Không, ông có để ý là những nó sản xuất là những cái này để dùng dùng để chi biết không, Ừ. để dễ mở Đúng rồi. đúng không? Đúng rồi. Nhiều cái trường hợp ở đây là một cái đồ khô đi, Đúng rồi. ví dụ như ông chẳng hạn ông ăn gọi là cái gì ta, kim chi nước, nó dạng nước đúng không, sạch đúng không, Đúng rồi, hình như vậy. hoặc là những cái bịch mà gọi là bịch nước đi, Ừ. thì nó sẽ cũng có ở mà bên đó nó có một đồ mỡ. À Một đồ mỡ à? mà sao thằng này thứ hai Nó làm là để mục đích gì? thì dễ mở, Thì đúng rồi, dễ mở mà sao làm một cái rồi mất gì làm hai cái? thì chẳng hạn như một người thuận bên tay trái, một người thuận tay phải. Thì anh lật qua là xong đó, để anh vừa mới lật qua rồi đó. Hồi nãy nó nằm đây, hồi nãy nằm bên đây, anh cuối cùng anh lật qua nó nằm bên đây, cũng nằm bên đây của anh chứ làm đâu. Thì nhiều người ta không xác định được hướng, ví Bây dụ giờ như ta muốn hướng này mà không có hướng này, tôi không xác định được thì tôi nhả mở hướng này gọi là thì xác lên định. lật qua bên đây, lật qua bên đây, lật qua bên Ủa mà đây. để chi vậy, Thì nó cũng ông hiểu không? thì mục đích là như thế này, thường thường em chắc cứu mọi người hay gặp trường hợp là mọi người mở một bên thì có một bên nhưng mà mọi người xé, như đôi khi á chắc cứu 100% một người, trường hợp là mọi người xé méo, xé chạy ra qua đây nè, À xe nó chạy tùm lum xé đó đúng chạy không? qua đây, nó không đi thẳng dương này, mặc dù là hướng đi thẳng mọi người xé để thẳng như thế này nhưng mà mọi người đôi khi mọi người xé sẽ đi xéo, đi lệch, đi lệch, đi lệch, Có, có chứ không phải có, có nhiều khi mình xé xong cái đầu nó chưa đủ cái độ đúng rồi. mở luôn, nó lại Ừ. đứt luôn. Đúng rồi, trường hợp đó có Có. 100% sẽ mình À. sẽ gặp trường hợp đó, cho nên á cái ông mà ông sản xuất ra thằng này nè cứ chửi ông ơi vấn đề tại sao mà sản xuất ra xé mà xé cái được đâu, xé toàn xé lệch không à, ông quê ông xuất hai cái À, ví dụ như xé đầu này không được qua đầu cái kia này bị tẹt thì qua này. cho mà khỏi chửi nữa, Đủ một tí nhưng thực đã. tế là không phải vấn đề như vậy, mở phải mở đúng cách, chia sẻ một cách mở nè, lý do tại sao người ta sản xuất ra hai cái mục đích là không phải để mọi người xé đầu này không được xé qua đầu này đâu, À. để một người mở một cách là xuông được luôn. Giờ chiều vấn đề luôn ha, nếu mọi người gặp tình trạng mà một cái bọc nó có hai đầu mở thì mọi người nên gấp cái bọc qua lại rồi làm đôi, gấp được hết á rồi mọi người sẽ so cho hai cái nó bằng nhau. Hai cái nó bằng nhau. Đúng Ok. rồi, rồi anh cầm anh xé là ok, ý là như vậy đó, không có lệch đi đâu được. Lý do tại sao tôi làm hai cái là như vậy, lý do tại sao làm một cái là như vậy, hai cái như vậy, hai cái là cái cải biến, giống như ngày xưa anh xài Samsung Max Pro 1 và sau này anh xài Samsung Max Pro 2 là cải tiến của cái cũ. Nghĩa là cũng ý ví dụ như là nó cải tiến cái trước á, Đúng rồi. còn cái này cái này bây giờ nó đã hoàn hảo rồi. Đúng rồi, tại sao anh vẫn thấy những cái còn một cái đó là ta lỡ sản xuất ra 1 triệu cái rồi người ta xài hết 1 triệu cái đi, những cái lô ha sau người ta sản xuất sau đó, mục đích là như vậy. Thơm thảo thảo Ok. thảo mộc, lần đầu tiên tôi mới biết. Vậy cái viên kẹo này ông có biết mở Kẹo này không phải mỡ, kẹo này á là ăn luôn, mổ miệng ngậm luôn. à, bỏ miệng nhai luôn á Đúng hả? rồi. Rồi này nó cũng có vị tan đó, Đúng đúng không, giống như ngày xưa có cái à đúng rồi, kẹo kẹo có bánh trắng lớp đó, có bánh ngậm tự trắng tan lớp đó à, luôn. mình ngậm này nó sẽ tự tan vậy nữa. Đúng rồi. Mà chắc đợi tôi vô tôi đánh răng súc miệng tôi nằm đó cho cái, chứ còn để sợ tôi nhiều khi tôi ngậm hoài nó không tan là sao. Thôi qua thì mở ra chứ sao. À Đó, ok, chia sẻ mọi người đây cách đơn giản để mọi người thấy một cái bọc đồ ăn, bọc gì nó có hai cái
cái đồ mỡ thì mọi người nên gấp bảy mỡ đó chính xác hơn, chứ mỡ nó hay bị tuột ra, nó không ra hết đâu. Cho nên kia bật chuông hẹn clip sau.